Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 12 đồng token Tutor Choice. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 12 triệu, đã có 216 tài khoản holder và đã phát sinh 4.495 lượt giao dịch nhé. Ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép con chắc. Các bạn có thể sử dụng copy con chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chút Radex của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Ký hiệu token là TRLP. Số thập phân là 18 nha. Các bạn nhấp tiếp theo, nhấp thêm nữa phần. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clam.net, truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, nó yêu cầu kết nối với ví thì các bạn nhấp tiếp theo và kết nối với ví. Rồi, các bạn nhấp vào phần clam đây giúp mình nhé. Rồi, chương trình AdRock sẽ kết thúc vào 134 ngày nữa. Các bạn có nhu cầu mua đồng TRT này thì các bạn có thể bỏ ra một số vốn là 0,05 BDB với min cấp để mua nha. Không và tích trữ chờ cơ hội nhiều nhiều lần từ khoảng phía sau này. Rồi các bạn cần làm thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Nó báo đang báo lỗi khi ra. Một cái ví khác mình đã claim được rồi. Đây. TRT đây. Rồi, mình quay trở lại cái ví này thì mình không hiểu lý do. Bật nhấp lại cái nữa này. Rồi. Vega là 0,000605 BDB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nha. Rồi giao dịch đang được xử lý này. Thì các bạn nhớ theo hướng dẫn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net thì cập nhật các dự án mới nhất, cập nhật token mới nhất nha. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản giao dịch như sàn Binance thì bạn có thể vào đây đăng ký ủng hộ kênh để 10% khi giao dịch trọn đời nhé. Và nhờ tài khoản giao dịch các sàn khác như OKX, Huobi, CoinBZ rồi Metalo. Rồi thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim nhận được 12 đồng Tutor Strike. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.